Trong khi tao nói chuyện với con Phượng Đê á, tụi bay tuyệt đối không được hé răng nửa lời nghe chưa? Dạ. Dạ. Chào vui quá ha. Uống với em ly anh đi. Vô. 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 Xỉn là lớn mày. Anh em uống ít thôi. Uống nhiều quá không việc. Xong việc rồi, tha hồ uống. Anh yên tâm đi. Tụi em uống càng nhiều, chém càng hay anh ơi. Vô. 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 Dì hai. Dì cậu. Bữa nay hết hàng sống rồi vậy. Tiền nè. Lần sau có đưa, đưa tiền dẫn chút nha. Mẹ nó, cái lũ đầu trộm đưa cướp mà mày đặt chê tiền lẻ. Dì sáu. Tháng trước bà còn nợ 1,6 triệu. Tiền lãi tính tới ngày hôm nay là 2,4 triệu. Tiền bảo vệ, tiền vệ sinh, quỹ an ninh tháng này là 500. Vậy tổng cộng là 2,9 triệu. Mấy chú thấy đó, hàng hóa tuần này ế ẩm. Mà đầu chợ cuối chợ đều phải rải tiền ra đóng. Tiền thuế của chợ tôi cũng nộp rồi. Mà bây giờ mấy chú nói tiền an ninh trật tự là tiền gì nữa? Vậy thì tôi hỏi bà, bọn trộm cướp tới đây trứng lột, bà có chống cự được không? Không nói nhiều. Bà không trả thì ghi nợ tiếp. Mình nợ thì phải chịu lãi. Tháng sau thu lương một lần. Trời đất ơi, tôi hỏi mấy ông mấy bà nè, có cái chợ nào mà thu tiền mà vô lý như cái chợ này không? Mấy ông mấy bà nói tôi nghe coi. Ê, bà đừng có xúc phạm chúng tôi với chính quyền nha. Chính quyền lập ra ban bảo vệ như vậy đó là do mấy bà mấy ông tự nguyện nha. Chúng tôi làm bảo vệ bộ hít không khí để mà sống hả? Tôi tuyên bố ngày mai bà phải nghỉ bán, lên gặp chính quyền giải quyết, bà hiểu chưa? Đâu có quân đầu trộm đưa cốt thì có, chứ an ninh trật tự cái gì? Bà ơi, nhỏ nhỏ thôi, tụi nó hả, tiền án tiền sự không á. Tụi nó mà trả thù hả, tan nát nhà cửa luôn á. Chứ chị thấy nó thu tiền không? Là có túi đầu trộm đưa cướp nó thu tiền kiểu đó. Người ta cũng tưởng nó hoàn lương rồi, làm điều có ích cho xã hội. Ở đó mà hoàn lương hả? Chào ông Bảy. Nhà chật mong ông thông cảm. Mời. Dạ chào anh Bảy. Dạ chào ông Bảy. Dạ mời. Mời. Dạ mời chị. Lần đầu được tiếp ông Bảy, nhưng ngặt nỗi Phượng tôi và anh em vẫn còn phải chạy ăn từng bữa, nên chỉ có thể uống với nhau vài cốc rượu nhạt. Xin mời ông Bảy, mời anh em. Ừ.
thôi. Nghi lễ như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi cũng chẳng lạ gì cô, mà cô cũng đã từng biết về tôi. Cho nên là bây giờ ta giao chuyện ngay đi, để cho đỡ mất thời giờ. Tôi dám chắc ông Bảy và đàn em đây chỉ mới biết về tôi qua lời dì tai của người khác. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi là Phượng. Từ khi mà trên tivi chiếu cái phim gì Hồng Lâu Mộng. À, Hồng Lâu Mộng, thì có một số người gọi tôi là Phượng ớt, còn một số kẻ ác mồm ác miệng lại gọi tôi là Phượng Đề. Tôi kệ xác bọn họ. Chỉ biết là từ khi ra giang hồ, tôi sống hết lòng với Chiến Hữu, nên có rất nhiều anh em đã quy phục tôi. Và cũng chính vì phải lo cho cuộc sống của anh em mà Phượng tôi đã hai lần phải vào tù. Lần thứ hai thì đi 6 năm. Đến khi tôi ra tù thì đàn em giạt đi một nửa, một nửa theo tôi vào đây. Nhưng chen chân ở đâu cũng không được, vì toàn gặp lính của ông Bảy. Cô Phượng nói như vậy vừa đúng nhưng mà cũng vừa sai. Đúng là những anh em hiện đang làm bảo vệ ở một số nhà hàng khách sạn, chợ đầu mối đều nhờ mối quen biết của tôi mà được tin dùng. Còn sai ở chỗ là làm hay sa thải là do chủ sử dụng. Thôi ông Bảy ơi, ông đừng có vòng vo nữa. Chó gì đám chủ đấy. Tôi biết tỏng, ông thường ép người ta phải nhận đám lính của ông làm bảo vệ. Nhưng mà thật sự thì mỗi một tháng các ông bà chủ đấy phải nôn tiền vào túi của ông chứ gì. Cô Phượng nè, thời buổi này không có ai ép được ai cả. Ông Bảy, ông nên nhớ rằng tôi có thâm niên trong nghề bảo kê đấy. Cho nên chỉ cần nhìn 7 cái nhà hàng, 6 cái khách sạn và 2 cái chợ đầu mối của ông là biết được mỗi tháng ông thu vào túi trên 2 tỷ đúng không? Thế này nhá, tôi đề nghị ông chia đôi 2 cái nhà hàng và 3 cái khách sạn. Nhà hàng khách sạn là những nơi mà khách sang trọng họ thường lui tới. Cho nên các ông chủ bà chủ họ lựa người kỹ lắm. Mà hiện tại cô Phượng có bao nhiêu người? Hiện tại thì 12, tháng sau 20, còn những tháng sau nữa thì hàng trăm cũng không chừng. Cô đừng có giỡn nghe cô Phượng. Bộ cô tưởng cái đất này còn thiếu hảo hứng giang hồ chắc. Cái đó là chính miệng nói ra đấy nhé. Ông Bảy à, tôi biết là trong tay ông có nhiều tên đầu trộm đuôi cướp, từng vào tù ra tội, chỉ cần liếc mắt búng tay là nắm kẻ thân tàn ma dại. Thế nên con ớt này mới thích đầu quân cho ông. Thôi được, tạm thời tôi nhường cho cô bảo kê một số các khu vực ở phía nam chợ đầu mối. Không được, chỗ ấy vừa xương sẩu lại vừa ít màu. Alo, ai cần gặp anh Bảy đó? Mày hãy nói với thằng Bảy là tao muốn gặp nó để nói chuyện. Mày là ai? Mày tưởng anh Bảy muốn nói chuyện với mày lắm hả? Mày mày dám hỗn láo với tao hả? Tao sẽ giãn cổ mày, tao sẽ cho rắn cắn vào cổ họng của mày. Mày hãy nói cho thằng Bảy biết là chính tao đã cho người thả rắn vào nhà hàng lơ lửng trưa nay đó. Còn chiều nay mày hãy chờ xem, tao sẽ diễn nhiều trò khác hay hơn nữa. Anh Bảy, có điện thoại của Mộc Gia. Ra ngoài. Tôi biết cô Phượng là người thẳng tính, nhưng tôi bây giờ tôi chốt lại là trước mắt cô Phượng cứ lo bảo kê ở phía nam cái chợ đầu mối. Vài tháng nữa ổn định tình hình thì ta sẽ gặp lại nhau sau. Ok. Thôi đành vậy. Thôi, bây giờ tôi về. Ấy khoan, ông Bảy cứ ở lại đây uống với anh em vài chung rượu để thắt chặt tình huynh đệ. Tất cả anh em ra đây ra mắt anh Bảy. Tôi xin ra mắt ông Bảy luôn.
Từ hôm nay, ông Mộc sẽ giành quyền giữ trật tự kỹ cương ở chợ cá này. Cô Tư cứ đưa tiền cho bọn tôi sẽ bảo vệ cô Tư từ A tới Z. Không được đâu, từ ngày mà ông Bảy Xoài ở ngoài Bắc về tới bây giờ, thế lực của ông mạnh dữ lắm. Đứa nào mà bén mảng tới đây hả, là ông trị thẳng tay hả. Nhưng từ trưa hôm nay thì khác. Ông Mộc vừa cho ông Bảy một đòn phủ đầu te tua. Nội chiều nay, ông Bảy phải quỳ lại, giáng sinh một già, tha thứ cho cái tội dám hỗn láo với đàn anh. Tiền nè. Đủ không đó? Thì cậu đếm đi. Đó, mấy người của ông Bảy đang thu tiền bảo kê kìa. Mấy anh đợi chút xíu đi, rồi có gì thì nói chuyện với nhau luôn. Đi. Hai thằng mày có biết tụi tao lại không? Tụi mày là đệ tử của lão Mộc già hết thờ chứ gì. Nhưng hôm nay thì khác rồi. Ông Bảy không có nói gì với tụi mày hả? Nói gì? Mà dù có nói gì đi nữa thì mọi việc ở khu chợ cá này á, tụi tao thừa sức để lo liệu. Gọi điện cho anh Mộc đi. Alo anh hai, người của Bảy Xoài vẫn thu tiền nè. Chó đó, rồi tao không dám nghe điện thoại. Mày việc đập cho lũ đàn em một trận đi, rồi nó cũng phải nghe thôi. Dạ, nhưng mà anh hai kêu giùm mày mấy đứa nữa. Được, tao sẽ gọi. Đây là danh dự. Mình vì dù ở nhà hàng lơ lửng trưa nay, bọn Bảy Xoài sợ lắm rồi. Anh em mình cứ thừa thắng xông lên. Hai thằng bay, nếu biết điều á thì phải nhường việc bảo kê chợ cá là cho tụi tao. Còn nếu không nhường á thì sao? Vậy từ nay trở đi tao nói bằng cái này. Dạ thưa anh Bảy, anh Đạt điện về nó có gây hấn. Đứa nào gây với đứa nào? Lão Một già cho người ra chợ thu tiền nhưng anh Đạt không chịu. Tụi nó có bao nhiêu đứa? Dạ em chưa kịp hỏi nhưng anh Đạt kêu anh Bảy cho người ra tiếp diện. Ông Bảy, chuyện này ông Bảy cứ để cho đàn em tôi lo. Đúng, chị Phượng giúp anh Bảy để dằn mặt bọn chó cũng chính là dịp để ra mắt bà con ở chợ. Đúng, ra mắt cho hoành tráng. Quân tử á, trả thù 10 năm chưa muộn của Phượng à. Dạ, ông Bảy nói chí phải. Chị Phượng mà ra mắt kiểu này á là bị công an hỏi thăm ngay lập tức. Chỉ bằng ta nghĩ cách khác. Bây giờ ra nói với thằng Đạt, chờ ông Bảy về rồi có kế hoạch sau. Dạ. Ông Bảy, cứ để vài thằng em của tôi ra ngoài đây.